mong dấu tích cực tiêm một hậu vệ trái tiềm năng để thay thế cho Patrick Evra. Fabio Quartararo là cái tên nổi lên như một trong những sự lựa chọn hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. Sau, không chỉ Sir Alex Ferguson nhắm đến Quartararo, cả Jose Mourinho cũng luôn theo sát hậu vệ của Benfica như một sự xoay tua về Marcelo. Nếu bạn là Quartararo hơn 10 năm về trước, đứng giữa hai ngã rẽ lớn trong sự nghiệp, bạn sẽ lựa chọn nơi nào? Cả Man United và Real Madrid đều là những tên tuổi vĩ đại. Nhưng thời điểm đó, Fabio Quartararo nghiêng hoàn toàn về câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid lúc bấy giờ đang được Bồ Đào Nha hóa với Jose Mourinho, Pepe, Ronaldo, những người nổi tiếng Bồ Đào Nha và kể cả những cầu thủ Brazil. Và dĩ nhiên nó là bạn, hẳn bạn cũng sẽ hiểu cho quyết định của Quartararo. Thậm chí, hậu vệ sinh năm 88 còn bó tập ở Benfica để thúc đẩy tiến trình đàm phán với Real Madrid. Và không lâu sau, Real chính thức chiêu mộ thành công Fabio Quartararo với mức phí 30 triệu euro. Sở trường của Quartararo là hậu vệ trái, nhưng anh có thể chơi rất đa năng, cả hậu vệ phải, tiền vệ trái và tiền vệ phải. Mourinho từng khen ngợi cầu thủ được mệnh danh là Figo của xứ Casillas. Mua được một cầu thủ như Quartararo chẳng khác gì có được nhiều người cùng một lúc. Đó là một cầu thủ hiếm có. Tôi đã ấn tượng với cậu ấy từ rất lâu cũng vì sự đa năng này. Những mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, Quartararo liên tục được xoay tua với Marcelo. Hậu vệ người Bồ Đào Nha có kỹ thuật cá nhân ấn tượng, luôn đồng hành với những pha lướt biên và tạt bóng. Quartararo góp công không nhỏ vào chức vô địch La Liga và Champions League. Nhưng cũng kể từ đó, những dấu ấn mà Quartararo để lại nhạt dần dưới sân khấu Bernabeu tráng lệ. Chấn thương kéo đến cũng đã đẩy Quartararo dần chìm vào quên lãng. Anh được đẩy sang cho mượn tại Monaco, sau đó trở về Real Madrid, rồi bị bán nước cho Sporting. Đến Real Madrid với bao kỳ vọng, nhưng Quartararo lại rời đi không kèn không trống sau 6 năm. Và mới năm ngoái, ở tuổi 33, Quartararo quyết định giải nghệ vì anh cảm thấy bản thân đã hết duyên với bóng đá. Lúc này, nhiều người đã tiếc nuối cho Quartararo. Giá như ngày xưa, anh gật đầu với Man United thì có lẽ đã không làm được lạc lối. Quartararo từng là một hậu vệ giỏi của Real Madrid lẫn Bồ Đào Nha. Nhưng những chấn thương liên miên cùng sự xuất sắc của Marcelo đã khiến sự nghiệp của Quartararo đi vào ngõ cụt. Để rồi giờ đây, chẳng ai còn nhớ đến cái tên Fabio Quartararo. Sau khi chia tay sân cỏ, Quartararo tìm đến với nghề đánh bắt thủy sản. Cách đây 10 năm, vào năm 2012, Fabio Quartararo lúc đó còn đang chơi cho Real Madrid. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, thừa nhận giấc mơ của đời anh là được làm ngư dân. Quartararo lớn lên ở Casillas, một làng chài thuộc thị trấn nhỏ Oporto. Quartararo chưa bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm về nghề nghiệp của gia đình. Trái lại, anh luôn cảm thấy rất tự hào và đầy kiêu hãnh khi nói về nghề chài để nuôi sống cả gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Bồ Đào Nha, anh chia sẻ: "Cha tôi là một ngư dân chính hiệu. Thời thơ ấu của tôi rất cơ cực và tôi luôn theo cha của mình ra biển. Cuộc sống lên đêm biển cả, với tôi không có gì là xấu hổ. Đó là một công việc như bao công việc khác. Không chỉ có vậy, biển rất là đẹp và chúng tôi cần nó. Làm ngư dân cũng như bao nghề khác mà thôi, mà công việc này xứng đáng được tôn trọng." Fabio Quartararo luôn tâm niệm như vậy. Khác với nhiều đồng nghiệp lựa chọn việc trở thành huấn luyện viên hay kinh doanh sau sự nghiệp bóng đá, cựu hậu vệ Bồ Đào Nha quyết định nối nghiệp truyền thống của gia đình. Nhờ khoản thu nhập cao từ thời còn làm cầu thủ, Quartararo hiện sở hữu một công ty chuyên về đánh bắt thủy sản với hơn 3.000 chiếc tàu cá. "Hạnh phúc của tôi là những chiếc thuyền và biển cả. Tôi đã bắt đầu mua những chiếc thuyền đánh cá đầu tiên cho mình từ khi mới đến Real Madrid." Fabio Quartararo rất yêu biển và có lẽ đại dương mênh mông cũng rất có duyên với anh. Ít ai còn nhớ, vào tháng 7 năm 2018, con tàu do Fabio Quartararo làm chủ đã xuất hiện kịp thời ở ngoài khơi để cứu sống 20 ngư dân. Người bị nạn sau đó được đưa tới Lesoa mà không cần điều trị ở bệnh viện. Nếu như không có con tàu mang tên Victoria, tức chiến thắng, thì với khoảng cách 18 km để tới được bên cạnh Aveiro, những người kia chắc chắn đã nằm lại biển cả. Giờ đây, hãng Quartararo đã trở thành vị cứu tinh trong mắt đa phần dân chài lưới tại Villa do Conde. Quá là một hình ảnh rất đẹp khi về vườn của Fabio Quartararo. Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Fernando Santos về tình trạng của bản thân sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau một mùa giải mệt mỏi, tôi cảm thấy mình không đủ điều kiện cần thiết để được thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là mùa giải 2017-2018, Fabio Quartararo được Real Madrid cho Sporting Lisbon mượn và anh đã chơi tổng cộng 43 trận đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Có thể do đá quá nhiều nên cơ thể Quartararo không thể chịu đựng được.
Hoặc cũng có thể nghĩ theo một cách khác, đó là việc Quentrao đã chán bóng đá. Có thể thấy, việc giữ World Cup là một trong những vinh dự lớn của đời cầu thủ. Quentrao cũng vậy, nhưng là đã từng. Anh từng là trụ cột nơi hành lang trái của Bồ Đào Nha, chinh chiến tại Euro 2012 và World Cup 2014. Đến Euro 2016, khi phong độ đã sa sút, cộng với việc Rafael Guerrero đã quá xuất sắc, đó cũng là lúc mà Fabio Quartararo cảm thấy mình không còn mặn mà với việc lên tuyển. Sau 52 trận khoác áo Selecao, 2 năm sau ngày nói không với tấm vé đến World Cup 2018, đời cầu thủ thì chẳng mấy khi được lâu. Đối với chúng ta, việc giải nghệ ở tuổi 33 như Quartararo quả là tiếc nuối, nhưng quan niệm mỗi người mỗi khác. Đối với Quartararo, anh cảm thấy mình đã cống hiến đủ cho bóng đá. Để khi lui về hậu trường, Quartararo đang sống một cuộc sống không còn an tập với trái bóng, không còn tiếng hò reo của khán giả, mà chỉ còn tiếng sóng vỗ đập vào mạn thuyền. Tiếng hò reo của những ngư dân khi hút được những mẻ cá lớn. Đối với chàng cầu thủ hiền lành như Fabio Quartararo, vậy là đủ. Anh từng rất yêu bóng đá, nhưng lúc này, nghề chà lưới mới là tình yêu lớn hơn. Câu chuyện của Quartararo như thể mang đến cho chúng ta một thông điệp. Không quan trọng bạn đến từ đâu và làm nghề gì, chỉ cần bạn kiếm đồng tiền chân chính, trong sạch và hài lòng với nó, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Có lẽ giờ đây, đối với các fan bóng đá, khi nhắc về Quartararo, ta sẽ nhớ mang máng chàng hậu vệ tóc vàng từng có khoảng cách ít ỏi cùng với Real Madrid. Nhưng tại riêng Bồ Đào Nha, Quartararo sẽ được biết đến như một chàng cầu thủ ngư dân, rời xa thế giới bóng đá xa hoa để tới với sự bình yên, giản dị nơi làng chài. Trường hợp của Quartararo quả thật đặc biệt, nhưng chỉ cần chính Quartararo cảm thấy hạnh phúc, mỗi lời dè biểu sẽ thật vô nghĩa.